Hello anh Tommy, hôm nay rất vui được tiếp anh Tommy tại văn phòng của công ty esinduLịch.com. Thì cái chuyến vừa rồi anh Tommy đi châu Âu, rất hân hạnh là công ty em được support và cung cấp data dữ liệu internet cho anh tại các nước châu Âu. Thì hôm nay tới văn phòng, anh cho bên em biết cái cảm nhận vừa rồi về cái sản phẩm của bên em và dịch vụ như thế nào được không ạ? Okay. Đầu tiên cảm ơn sự hỗ trợ rất là tận tình bên Esim du lịch, và là một người hay đi nước ngoài biểu diễn thì đầu tiên phải nói đến cái sự tiện lợi của bên Esim du lịch. Ngày trước ấy, trước khi mình chuẩn bị một chuyến đi là bao giờ cũng phải chuẩn bị sẵn mua sim data hoặc là nhờ đối tác ở bên kia chuẩn bị trước sim cho mình. Thì bây giờ ấy, chỉ có ngồi nhà thôi, sau 30 giây là đã có một cái mã để sử dụng cái eSIM của bên bạn rồi. Máy bay vừa hạ cánh ở sân bay bên nước ngoài phát là đã có mạng, phải phải để thông báo cho đối tác để họ chuẩn bị đón tiếp mình rồi. Đấy, và trong suốt cái quá trình mình công tác ở bên kia thì không bao giờ mất mạng cả, thế nên là mình vẫn giữ được mạng của mình. Đấy, okay. Không bao giờ sợ lạc. Ok, cảm ơn anh. À, tốc độ cũng rất là tuyệt vời, xem phim, lướt web hay là làm công việc thì nói chung là giải quyết được hết mình nhu cầu mà của mình khi ở nước ngoài. Như em được biết thì những người làm về phần sáng tạo nội dung và có rất tầm ảnh hưởng như anh ấy, thì khi mà dùng lượng data rất là lớn, thì với những cái giải pháp mà bên em đã cung cấp cho anh và ekip, thì có đáp ứng được những cái nội dung mà anh chuyển về Việt Nam hay là anh phát cho những bạn mà hâm mộ hay theo dõi anh được một tốt nhất không ạ? Cái phần quản lý của eSIM nó cho mình rất rõ là mình đang sử dụng được bao nhiêu data và còn bao nhiêu data, thế nên là mình sẽ chủ động được trong cái việc đấy. Còn riêng trường hợp mình thì chắc là được các bạn ý support kỹ quá hay sao đấy, chưa thấy hết bao giờ cả. Để về vấn đề support thì bọn em ở đây có tất cả hàng trăm con người cơ để support tất cả các khách hàng trên quốc tế. Thế tuyệt vời. Thứ nhất là sự tiện dụng, thứ hai là cái sự chủ động ở trong cái dung lượng, thứ ba là cái sự hỗ trợ tận tình của các bạn đến với khách hàng. Thì mình nghĩ là cái eSIM du lịch của bạn sản phẩm rất là tuyệt vời, sẽ rất là nhiều người cần. Okay, rất nhiều người như mình cần. Ok, cảm ơn anh Tommy đã đến tham quan văn phòng công ty eSIM du lịch.com. Hân hạnh là được tiếp tục đồng hành với anh trên tất cả các hành trình về sau. Cảm ơn anh, cảm ơn.